Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin quốc tế trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình quốc tế với những điểm nóng được dư luận xã hội quan tâm để gửi tới quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Cú lừa của Nga và cái giá phải trả quá đắt của Kiev tại Kharkov. Trái ngược với những dự đoán rằng Kharkov sẽ bị bao vây, Nga lại thực hiện một kế hoạch khác. Đội hình tiên phong của họ đã tiến vào trung tâm thành phố và đánh bật lực lượng Ukraine. Nga chọc thủng phòng tuyến tiến vào Kharkovka. Tại phía nam Donetsk, quân đội Nga tiếp tục đột phá về phía bắc và chiếm thêm các vị trí. Tuy vậy, việc ổn định chiến tuyến vẫn còn một chặng đường dài. Hoạt động cũng gia tăng trở lại theo hướng Kupiansk và quân đội Nga chiếm ngôi làng đầu tiên trên sông Oskil. Các cuộc tấn công tiếp theo diễn ra ở phía nam. Hình ảnh định vị địa lý tại lối vào phía đông Kharkov cho thấy sự hiện diện của lực lượng Moscow. Xa hơn về phía bắc, quân đội Nga đang có mặt trong trung tâm Kharkov. Một tuyến đường tiếp tế quan trọng của đối phương đã bị chiếm giữ. Sự thất thủ của thành phố có lẽ sắp xảy ra do tình hình chiến thuật khó khăn của quân đội Ukraine. Lực lượng Moscow tiến vào địa giới thành phố Kharkov, bắt đầu trấn áp quân đồn trú của đối phương. Trái ngược với những dự đoán rằng Kharkov sẽ bị bao vây, quân đội Nga lại thực hiện một kế hoạch khác. Các báo cáo cho thấy đội hình tiên phong của họ đã tiến vào trung tâm thành phố và đang phát triển về phía trước dọc theo đại lộ Zaporizhia. Có nhà phân tích cho rằng quân đội Nga không cần thiết phải vội vàng như vậy, đặc biệt là khi lực lượng đồn trú của đối phương ở Kharkov đã được bổ sung thêm các đơn vị trốn thoát từ Kharkovka lân cận. Nhưng điều đó không đơn giản như vậy. Bước đột phá này cho thấy quân đội Nga xác định hiện tại là thời điểm tốt nhất để xông lên hạ gục quân đội Ukraine, vốn đang hoảng loạn sau những thất bại liên tiếp và tranh thủ thời gian ít ỏi còn lại trước khi những cơn mưa theo mùa ập đến khiến cho đường xá lầy lội, gây khó khăn cho tác chiến thọc sâu bằng bộ binh cơ giới. Trên mặt trận quốc, các cuộc giao tranh dữ dội vẫn tiếp diễn tại một số khu vực. Lực lượng tên lửa và không quân chiến thuật Nga đang tiến hành các cuộc tập kích hỏa lực vào các vị trí quân đội Ukraine sâu trong hậu phương vùng Sumy. Tại quận Gruzkovo, tình hình vẫn căng thẳng nhưng ổn định. Không có thông tin mới nào về những thay đổi trong cấu hình của mặt trận sau những nỗ lực mới nhất của Kiev nhằm củng cố các vị trí vào tuần trước. Ở quận Korenovo, các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn ở Libuimovka. Tình hình trong khu vực này bị bao phủ trong sương mù chiến tranh. Gần đây hầu như không có dữ liệu mới nào từ khu vực này. Về phía quận Sudza, các cuộc phản công dữ dội của lực lượng Moscow đang diễn ra gần Mikhailivka và Matirivka. Cường độ giao tranh tổng thể trong khu vực đã tăng nhẹ trong những ngày gần đây. Một số cuộc tấn công của quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi tại khu vực Blekhovo. Tại Sumy, lực lượng Moscow thực hiện một loạt cuộc tập kích bằng tên lửa vào thiết bị và khu tập trung quân đối phương. Các vị trí của quân đội Ukraine bị đánh trúng gần hai khu định cư Kravchenya và Ivonsanka. Trong khi đó, máy bay chiến thuật Nga phá hủy một sở chỉ huy ở Zuzaka. Lãnh đạo Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov cho biết rạng sáng ngày 30 tháng 10, quân đội Nga đã tiến hành hai cuộc tập kích nhằm vào trung tâm kiểm soát UAV nằm trong tòa nhà của Bộ Tổng tham mưu Ukraine ở thủ đô Kiev. Theo ông Kadyrov, cuộc tập kích nhằm đáp trả vụ tấn công một ngày trước đó của Ukraine nhằm vào Đại học đặc nhiệm của Nga ở Gudermet. Lãnh đạo Chechnya cho biết thêm, vụ tấn công khiến 9 người thiệt mạng và 17 người bị thương. Ông cũng đăng một bức ảnh cho thấy mái của một tòa nhà được cho là thuộc Bộ Tổng tham mưu Ukraine bị hư hại. Giới chức Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Trong khi đó, một cựu nghị sĩ Ukraine nói rằng các hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ một UAV. Xác của nó đã rơi xuống một trong các tòa nhà thuộc trụ sở của Bộ Tổng tham mưu. Trước đó, ông Kadyrov tuyên bố sẽ đáp trả vụ tấn công của Ukraine nhằm vào Đại học đặc nhiệm Nga. Vụ tấn công đánh dấu lần đầu tiên UAV Ukraine tiếp cận lãnh thổ của nước Cộng hòa Chechnya. Ông Kadyrov cho hay, thời điểm xảy ra vụ tấn công không có ai có mặt ở cơ sở giáo dục này, do vậy không có thương vong. Huyết mạch Poprovka nguy cấp, Kiev dựng pháo đài cố thủ cấp tốc. Theo ông Sehi Doryak, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự thành phố cho biết, lực lượng Nga hiện ở cách Poprovka 6,7 km và Ukraine đang phong tỏa một phần của thành phố để tích cực xây dựng các công sự phòng thủ.
Việc xây dựng các công trình phòng thủ đã bắt đầu từ năm 2022 và một lữ đoàn chiến đấu đang đồn trú tại thành phố này. Theo kế hoạch phòng thủ này, chúng tôi đang thiết lập thêm các công sự bên trong thành phố. Người dân đang chứng kiến điều này. Vì vậy, chúng tôi một lần nữa kêu gọi họ sơ tán vì thành phố sẽ sớm bị phong tỏa hoàn toàn. Ông cho biết thêm, Ukraine chưa phong tỏa toàn bộ Poprovkor mà các khu vực cụ thể sẽ bị hạn chế ra vào. Một số tuyến phòng thủ đã được xây dựng mới, một phần đường phố và khu dân cư đã bị phong tỏa. Thành phố này không còn nước máy mặc dù có nước uống. Khoảng 60% Poprovkor hiện vẫn đang có điện. Thành phố vẫn có một số bác sĩ gia đình, một bệnh viện thành phố và những người bị thương đang được chuyển đến Dobropina. Các cửa hàng nhỏ, một khu chợ, dịch vụ bưu chính và máy ATM có dịch vụ xử lý tiền mặt vẫn hoạt động. Trung tâm dịch vụ hành chính vẫn mở cửa. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đang khuyên người dân nên sơ tán trước khi mùa đông đến do thành phố không còn hệ thống sưởi trung tâm và chiến sự thì đang rất gần kề. Thông báo của ông Doribak được đưa ra sau khi Nga tuyên bố đã kiểm soát được thị trấn Selidovo gần đó. Trong khi Ukraine chưa chính thức xác nhận các tuyên bố, một chuyên gia đã nói rằng Selidovo thực sự đã thất thủ. Việc Ukraine mất Selidovo là tin dữ đối với Poprovkor, nơi chỉ cách khoảng 18 km về phía Tây Bắc. Các lực lượng Nga đã tiến dần về phía Poprovkor trong vài tháng qua, theo chiến thuật siết gọng kìm. 80% cơ sở hạ tầng của thành phố đã bị phá hủy. Tới nay thì vẫn còn 11.900 người, bao gồm 55 trẻ em, vẫn đang ở lại Poprovkor. Hoạt động sơ tán đang diễn ra. Trước khi chiến sự nổ ra vào năm 2022, Poprovkor thì có tới 60.000 dân. Khi giao tranh diễn ra dữ dội ở ngoại ô Poprovkor, các quan chức Ukraine đã nhiều lần mô tả tình hình ở khu vực này là khó khăn. Một số kênh truyền thông phương Tây cũng cảnh báo việc mất Poprovkor không chỉ cản trở hoạt động hậu cần của quân đội Ukraine tại Donbass mà còn giáng một đòn nghiêm trọng vào nền kinh tế của đất nước này. Vì khu vực Poprovkor đóng vai trò là nguồn cung cấp than chính cho ngành công nghiệp thép và sắt của Ukraine. Poprovkor nằm trên một con đường quan trọng mà quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như là thành phố Chasivka và Kostiantynivka ở vùng Donetsk. Nga coi việc kiểm soát Poprovkor là bước đệm quan trọng để giành toàn bộ vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Moscow phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát Chasivka. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Ukraine lo ngại trước đà tấn công của Nga. Phát biểu với phóng viên vào ngày 31 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết đà tiến công của Nga ở Ukraine đang nhanh nhất hơn 2 năm qua. Xu hướng này khiến cho giới chức Ukraine và phương Tây lo lắng. Theo ông, đó là lý do tại sao Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk, như truyền thông đưa tin những ngày qua. Ông Peskov nhấn mạnh thêm, kế hoạch của Ukraine, dù bí mật hay không, đều cho thấy Kiev muốn lôi kéo các nước phương Tây hoàn toàn vào cuộc chiến với Nga càng nhanh càng tốt và hợp pháp hóa nó. Rõ ràng tất cả các kế hoạch hòa bình và kế hoạch chiến thắng về cơ bản đều là những nỗ lực của Kiev nhằm lôi kéo các nước phương Tây tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột và hợp pháp hóa sự tham gia đó, ông nói. Trước đó, thì ông Zelensky chỉ trích truyền thông phương Tây làm rò rỉ bí mật về việc Kiev đề nghị Mỹ cung cấp Tomahawk, tên lửa hành trình có tầm bắn lên tới 2.500 km. Theo New York Times, giới chức Mỹ mô tả yêu cầu này là hoàn toàn không khả thi. Ngoài ra, ông Zelensky cũng không thể thuyết phục Mỹ cho phép dùng vũ khí viện trợ tầm xa để tấn công sâu trong lãnh thổ của Nga. Kiev tiếp tục hối thúc Mỹ và các đồng minh, đối tác phương Tây dỡ bỏ hạn chế, cho phép Ukraine tấn công tầm xa vào Nga trong bối cảnh Moscow tiến công mạnh ở miền đông Ukraine. AFP dẫn số liệu của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ESW có trụ sở tại Mỹ vào sáng ngày 28 tháng 10 cho biết, chỉ riêng trong tháng 10 thôi, Nga đã kiểm soát thêm 478 km2 lãnh thổ ở Ukraine, bước tiến lớn nhất kể từ tháng 3 năm 2022. Khoảng 2/3 diện tích mà Nga giành được, tương đương 324 km2, là khu vực Donetsk. Trong tháng 8 và tháng 9, Moscow lần lượt đã giành được 477 km2. 459 km2.
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 31 tháng 10 cho biết, Nga theo đuổi một giải pháp cho xung đột ở Ukraine mà có thể đáp ứng được lợi ích của tất cả các quốc gia Á-Âu. Trong khi đó, kịch bản hòa trong xung đột ở Ukraine không thể đáp ứng được điều kiện đó. Hòa là một thuật ngữ có thể được áp dụng cho các tình huống rất khác nhau, bao gồm cả thỏa thuận Istanbul. Từ hòa không phản ánh đầy đủ nhu cầu đảm bảo lợi ích của tất cả các bên, kể cả ở quy mô châu lục, ông giải thích. Các cuộc đàm phán ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ giữa phái đoàn Nga và Ukraine vào tháng 3 năm 2022 đã đưa ra một dự thảo hòa bình. Theo thỏa thuận ngừng bắn được đề xuất, Ukraine sẽ từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO và chấp nhận giới hạn lực lượng vũ trang của mình để đổi lấy sự đảm bảo an ninh quốc tế, bao gồm cả từ Nga. Tuy nhiên, Kiev đã hủy bỏ dự thảo thỏa thuận này vào phút chót, rút khỏi đàm phán với Nga. Ông Lavrov nhắc lại, Moscow không còn lựa chọn nào khác ngoài hành động quân sự, và bất kỳ giải pháp khả thi nào cho cuộc xung đột sẽ phải giải quyết cả hai vấn đề. Bình luận của ông Lavrov được đưa ra sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko phát biểu tại Hội nghị An ninh Á-Âu tại Minsk rằng xung đột Ukraine có thể kết thúc với kịch bản hòa. Ông Lukashenko đưa ra ý tưởng này dựa trên những liên hệ gần đây với những đại diện của phương Tây. Ông Lukashenko kêu gọi phương Tây ngừng đổ lỗi đơn phương cho Moscow về các hành động thù địch và thay vào đó hãy tập trung vào việc ngăn chặn đổ máu. Ông cho biết quân đội Ukraine sẵn sàng chấp nhận hòa bình vào thời điểm này. Trong khi đó, vào đầu tháng này, thì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của mình cho cuộc xung đột, bao gồm lời mời ngay lập tức để Ukraine gia nhập NATO và tăng cường hỗ trợ quân sự của phương Tây. Theo các phương tiện truyền thông và tuyên bố của một số quan chức phương Tây, các đồng minh của Kiev tỏ ra hoài nghi về tính khả thi của đề xuất. Nga đã bác bỏ tất cả cái gọi là kế hoạch hòa bình, kế hoạch chiến thắng của Ukraine. Sự ổn định ở khu vực Á-Âu chỉ đạt được thông qua những đảm bảo lâu dài, đáng tin cậy trong lĩnh vực an ninh, Ngoại trưởng Lavrov nói. Trả lời phỏng vấn Newsweek tháng trước, ông Lavrov nhắc lại Nga vẫn sẵn sàng giải quyết ngoại giao cuộc xung đột Ukraine một lần nữa và mãi mãi bằng cách tìm ra giải pháp giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của xung đột. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra cả Kiev và các nước phương Tây ủng hộ nước này dường như đều không cởi mở với một giải pháp như vậy và đang tìm cách kéo dài tình trạng thù địch. Trong hoàn cảnh này, chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục hoạt động quân sự đặc biệt cho đến khi các mối đe dọa từ Ukraine được loại bỏ, ông nêu rõ. Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ với Nga bất chấp kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ ra sao.